Rồi theo code này nè thì mới đầu nó sẽ gán dòng lập mới vào vô nè, câu lệnh này nó sẽ thực hiện nè, nó gán y bằng một được chưa. Sau đó nó mới kiểm tra, giả sử như ở đây thầy gán cho n đó. Ở đây thầy cho n bằng 10 đi ha, giả sử nha, cho n bằng 10 nó mới kiểm tra điều kiện là một này nhỏ hơn 10 không, điều này là đúng hay sai, một nhỏ 10 đúng hay sai. Đúng đúng thì nó sẽ thực hiện câu lệnh này, tức là nó sẽ xuất ra màn hình chữ chào chưa, sau đó nó mới tăng y lên một đơn vị, tức là y bằng mấy, y bằng 2 được chưa, nó dựa vào giá trị y bằng cho nào. Rồi y bằng 2 nó mới kiểm tra điều kiện này, hai nhỏ hơn bằng n không, đúng, điều này là đúng hay sai, đúng, do đó nó sẽ thực hiện câu lệnh này thì nhớ nha, tức là nó ở đây nè, nó kiểm tra, sau đó nó đúng thì nó làm này, sau nó mới quay lên nó tăng thì xong nó kiểm tra, hiểu không? Còn cái chỗ này đó là chỉ làm một lần duy nhất thôi. Rồi tới đây nó in ra chữ chào đó, thầy viết chữ sao đi cho mấy bạn đó, nó thực hiện cái lệnh sao này. Được chưa? Rồi nó tăng y lên mấy nữa? Rồi y lên 3, y lên 4, y lên 5, y lên 6, y lên 7, y lên 8, y lên 9, y lên 10. Đố mấy bạn nha. Theo cái dòng lập này thì y nó khi mà kết thúc dòng lập này y nó bằng nhiêu? Ai có ý tưởng hay không? Bây giờ y là 10 nè, lúc mà y bằng 9 nè, nó phải y bằng 9 nè, nó phải xi hao không, y bằng 9 nè, y bằng 9 nó kiểm tra nhỏ hơn 10 đúng không, nó thực hiện là xi hao nè. Rồi sau đó tăng y là 10 đúng không, tăng y 10 nó lên kiểm tra 10 nhỏ nhỏ hơn bằng 10, điều này đúng hay sai, đúng với xi hao nữa nè. Xi hao xong nó tăng lên mấy, 11 đúng không? Tại vì CL xong nó tăng lên 11. 11 này lớn hơn nhỏ hơn bằng 10 thì điều này đúng hay sai? Sai, kết thúc vậy hỏi y kết thúc thì cái dòng for này kết thúc y bằng mấy? Bằng 11. Đúng không? Tức là khi điều kiện này sai. Hiểu chưa? Bây giờ thầy muốn in từ 5 tới 10 được không? Được. Thì số 5 thì tự động nó đầu nó gắn đây là bằng 5 nó chạy thôi. Được chưa? Vậy thì giờ thầy sẽ in, nếu mà bài này người ta kêu mình in ra từ 1 tới 10 thì mình sửa này nào. In ra chữ gì? Chữ y, tại y nó chạy từ 1 tới 10 nè. Thì mình in ra chữ y. Chạy thử ra coi nào. Nhập ra 10 nè. Nhập n mẹ máy nó lắp, đợi tí nhập vô 10 được chưa, đó bây giờ rồi giờ chạy lại nè, nhập vô 5 nè, nó chạy tới 5 nè, còn bây giờ ta muốn chạy chạy từ 5 tới 10 thì ta sửa này lại, thì cái giá trị là, tức là ta muốn bắt đầu từ đâu thì ta sửa này cái y này từ đó, đây được chưa, cái đó là thực hiện số lập. Rồi mấy bạn á, trong tập có ví dụ này chưa, có viết ví dụ này chưa, trong tập mấy con có viết ví dụ này chưa, chưa mấy con viết cái ví dụ này đâu, và mấy con viết lấy tờ giấy ra mấy con viết cái ví dụ này 5 lần cho thầy viết đi.
Nãy là tao nhúng dòng, còn giờ tao nhúng bên này một hàng thì tao giống ăn trắng vậy thôi. Tại sao này thầy dùng giấy đơn mà thầy không dùng giấy đôi? Biết sao không? Ai trả lời được? Bởi vì đó là một ký tự, do đó thầy xài dấu giấy đơn. Còn giả sử như nó nhiều ký tự á, thì ta xài dấu giấy đôi. Đợi xíu, máy thì nó hơi bị lắc, do thầy phải chạm mở cái phần mềm máy hình đó. Rồi enter nè, được chưa? Rồi mấy bạn xuống hàng ghi cái bài tiếp theo. Tiếp theo thầy dạy mấy bạn đó, toán cộng dồn. Cộng dồn là sao? Bài ví dụ 2, nhập số nguyên là nhập số tự nhiên. Các bạn ghi vô xuống hàng, mấy bạn ghi bài 2 thì đi. Nhập số tự nhiên. N. Rồi mở một ra luôn, N lớn hơn 0 và N nhỏ hơn bằng 10 mũ của 6. Rồi nhiệm vụ của ta là tính tổng ha. Tính tổng S bằng 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng N. Ví dụ nhập N bằng 10 thì suy ra S bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng 10 bằng 55. Rồi bài này ta gọi là bài cộng dồn. Để các bạn lưu ý ha. Chúng ta nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nó tương đương với cái gì ở đây? Biến gì? Biến gì nãy thầy nói? Trả lời coi. For mà tương đương với biến gì trong đây? Ở đây trong cái dòng for này ta có mấy biến? Biến y với biến n thì tương đương biến y, tại y chạy từ 1 đến 10, chạy từ 1 đến n, hiểu không? Vậy thì phải s bằng s cộng, có phải là s thì nó sẽ cộng y không? Cộng y cộng y cộng y ra không? Đúng chưa? Rồi bây giờ hỏi tiếp nè. Giống như mấy con đi chợ á, kêu mấy con đi ra chợ cầm cái giỏ đi ra, thôi đi ra ngoài vườn đi hái rau đi, thì cái giỏ của cái con á, trước khi mấy con đi hái rau á, cái giỏ con nó có cái gì trống không? Không, có nghĩa là bằng không, đúng không? Rồi sau đó mấy con mới hái một cây rau thì mấy con đếm mới bỏ vô cái giỏ thì lúc này nó bằng một, đúng chưa? Đúng không? Hái hai cây rau thì lúc giỏ này nó sẽ bằng một cây rau nãy cộng với hai cây rau là mấy cây rau? Ba cây rau, đúng không? Phải không? Vậy là tao thấy rõ ràng là giá trị của cái giỏ của lần trước cộng với cái giá trị mà ta số lượng ta hái cây rau tiếp theo, được chưa? Chúng ta hình dung là ta cầm cái giỏ không đi ra ngoài vườn, lần đầu tiên ta hái một cây rau thì cái giỏ không này, số không nó cộng với một nó sẽ ra bằng nhiêu? Một. Sau đó ta sẽ tiếp tục ta hái hai cây rau, tức là mỗi một lần vậy ta hái tăng 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 lên hai cây rau thì cái giỏ lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu? Ba, tức là lấy một cộng ba, tức là lấy cái ếch cũ, cái giỏ là cái ếch á, cái ếch mới vừa nãy á, cộng cho cái giá trị của mà ta mới hái, được chưa? Rồi giờ tới hái cái cây thứ ba thì cái giỏ này lúc này nó có bao nhiêu cây rau? Ba, lần thứ ba ta hái ba cây rau thì cái giỏ này lúc này nó có bao nhiêu cây rau? Kiệt, không hoạt động, suy nghĩ. Nãy là hái được bao nhiêu cây rồi? Lần thứ hai là ta được mấy cây rau? Bây giờ trả lời lần thứ hai được mấy cây rau? Ba. Bây giờ lần thứ ba ta hái ba cây nữa là ta được mấy cây rau?
6 lần thứ tư tao hái 4 cây rau nữa là được bao nhiêu? 10. Vậy có phải là tao hái 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 6 7 8 10 không? Vậy thì trước khi mà tao tham gia vô tao lấy cái giỏ đi á, gọi ớt là số lượng rau. Nghe nha. Gọi ớt là số lượng rau mà tao hái. Vậy thì lúc tao chưa hái nó sẽ bằng nhiêu? Bằng không. Đó tao phải gán phải tạo nó bằng không, được chưa? Rồi. Có phải là lần thứ nhất y bằng 1 thì ớt sẽ bằng cái vỏ, đó là số lượng cũ của nó cộng với cái giá trị hái là mới. Tức là có phải ớt bằng ớt cộng cho y không? Phải không? Không nè, ớt nè, lúc đầu ớt bằng nhiêu? Không nè, cộng y lúc đầu bằng nhiêu? 1 thì ở đây ta sẽ được là 1, sau đó tăng y lên 2. Đây chúng ta xem. Đây. Nè, ớt lúc đầu bằng 0 nè, được chưa? Lần thứ nhất là đó, lần thứ nhất là y bằng 1. Thì ta hái 1 cây rau thì ớt sẽ bằng là ớt cộng cho y, tức là bằng 0 cộng cho 1. Được chưa? Lần thứ hai là ta hái 2 cây rau, ớt bằng ớt cộng y sẽ bằng nhiêu? Sao không cũng hai? Mới hái cái đợt rồi xong đó, bằng nhiêu? Một cộng mấy? Hai. Ở đây bằng một nè, được chưa? Bằng nhiêu? Lần thứ ba y bằng ba, ớt bằng nhiêu? Sáu. Như vậy thì ta thấy có phải là tất cả những cái vòng lặp này nè, nó đều làm chung một cái công thức là ớt bằng ớt cộng y, đúng không? Phải không? Do đó ta có công thức chung là ớt bằng ớt cộng y, được chưa? Các bạn mở ghi chép cái bài này vô tập và nhớ sử dụng viết đỏ ghi cái tựa đề này nè, để chị biết không, đây là những thuật toán cơ bản nhất của bài kho mà chúng ta phải nắm được. Rồi sau đó chép nguyên cái đoạn code này vô luôn, hết luôn nguyên bài này, chỗ này mấy con ghi chú cho thầy công thức cộng dồn. Để từ đây về sau thầy nói cộng dồn là mấy bạn phải hiểu sử dụng ớt mà ớt cộng y, được chưa? Rồi ghi vô thì mấy bạn ghi cái ví dụ này và mấy bạn làm từ y cho tới tiền 4 y bằng 5 y bằng 6 cho thầy và trả lời thầy ớt đây bằng nhiêu. Rồi nhiệm vụ các bạn ghi hết cái này, sau đó xuống hàng chạy ví đề là ví dụ, bắt đầu chạy tay cái này là ghi nguyên cái này, ghi dài dài xuống, bắt chước ghi xuống chỗ này, chúng ta thêm vô phần là in ớt nè. Đó là cái dòng kho này là tích cộng dồn. Như vậy thì khi nào ta có được cái kết quả cuối cùng của từ 1 đến n, khi kết thúc dòng kho này ta mới được cái kết quả cuối cùng là ớt, ta mới in ớt, chứ không phải là bạn CA hôm nay là mấy bạn làm bậy nha. Tại mấy bạn CA hôm nay có nghĩa là gì, tức là mình mới tính tới đây mình in ra, tới đây in ra, hiểu không? Vậy là sai. Nếu mà bạn CA hôm nay là nó sẽ ra thế này nè. Đây, thầy viết tiếng Việt hôm nay nó nói hôm nay có chứa tiếng Việt. Đúng không? Nó nói bạn không nên làm như vậy. Mấy này hả? Ông cái này là ba dấu sẹt, còn chi nó cho nó hiện lên màu mấy con thấy thôi. Thật ra ba dấu sẹt sẹt này thì nó cũng tương đương với hai dấu, nhưng mà nó hiện nó cái kia nó mờ, mấy con không thấy đường, hiểu không? Rồi, bây giờ thầy nhập tới 10 nè. 1 với 10 nó sẽ ra 55, nếu mà ra 55 là mình là thầy đúng. Ngoài ra ta còn có công thức nha, nhưng mà ở đây mình đang học làm kho nên thầy chỉ nói làm kho thôi. Trời ơi cái máy mà mở cái hình nó sẽ chậm vậy đó.
Đấy con thấy không, nó tính xâm lên, tính thông hình nè, thấy không, không có nó tính xâm lên đó, tại thầy phân không phân trắng đó. Nè nếu ở đây thầy phân trắng thì con sẽ thấy nè, nè không có, tại thầy đang bật bật chức năng ghi hình nó chậm chứ còn bình thường nha. Đó nè các con để ý nè, thấy chưa, tức là mới đầu nó bằng một bằng ba bằng sáu nè, đúng không, mình tính tao in vậy là không có đúng nghe không, tức là tao phải tính tổng xong tao mới in cho đó, tao không có viết ở đây. Kết thúc dòng kho tức là tao đi ra ngoài hỏi cái dấu ngoặc này nè, đấy thì tao mới in ra. Đấy ở đây tao mới nhập nè, giờ thầy nhập bằng 5 nè, tổng cái số từ 1 đến 5 bằng nhiêu, mấy con tính là bằng nhiêu, theo này ta tính đây từ 1 đến 5 là chỗ này bằng nhiêu, 15 phải không, giờ thầy nhập 15 có đúng không nha, rồi enter nè, nó ra sao 102 kỳ vậy, 120 ra 15 mới đúng chứ, đúng không, mình sai ở đây nè. Nãy thầy nhập cái dư số nè, bây giờ thầy nhập lại nè, thầy nhập số 5 mới đúng, nãy thầy nhập 15 phải không, đó được chưa, hiểu vấn đề chưa. Rồi tiếp theo nè, mình nâng cao bài này lên chút xíu, thay vì á, tính tổng cái số tự nhiên từ 1 đến n thì giờ thầy muốn tính tổng cái số lẻ từ 1 đến n thì viết sao, tức là thầy chỉ tính tổng à, 1 nè, 3 nè, 5 nè. Vậy thì rồi mấy bạn ghi cái bài số 3. Ghi đi. Nhập số tự nhiên n tính tổng các số lẻ. Từ một đến n. Rồi ví dụ nè, N10 thì nó sẽ bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng cho 7 cộng cho 9 à, bằng nhiêu, 3 với 7 là 10, 1 với 9 là 10 là 20, 20 với 5 là 25. Rồi ghi ví dụ chưa, rồi vậy thì ta thấy rõ ràng nè, ta kiểm tra y có phải là số lẻ không, nếu y là số lẻ thì ta mới thực hiện cái công thức này, hiểu không, vậy thì ta nói là nếu nè y mà chia cho hai, số lẻ chia cho hai thì phần dư nó sẽ là khác không hay là lớn hơn không á, ở đây ta viết các không đi cho dễ nha, gặp số âm rồi chúng ta dễ làm đó. Câu này dịch là sao, nếu y là số lẻ, được chưa, thì cộng dồn hiểu chỗ này không, như vậy thì nó chỗ này là nó thấy y bằng 2 nè, thì chỗ này nó không thực hiện, nó không thực hiện thì nó dấu x, không thực hiện, y bằng 3 thì nó thực hiện nè, thực hiện hiện nãy bằng 1, 1 cộng 3 bằng nhiêu, bằng 4, 1 cộng 3 bằng 4 nè, được chưa, đây là 1 cộng 3 nè, bằng 4 nè, được không, rồi y bằng 4 chỗ này nó không thực hiện, y bằng 5 nè, 5 là y bằng 5 là phải số lẻ không? Phải thì nó sẽ bằng là ớt bằng ớt cộng y. Tức là bằng 4 cộng mấy? 4 cộng 5 bằng 9. Số 6 nó không làm nè, đúng không? Hàng y bằng 7.
MX cộng Y tức là bằng 9 cộng cho mấy? 7 bằng nhiêu? 16. Được chưa? Y bằng 8 nó không làm nè. Y bằng 9 nó làm nè. 16 cộng 9 bằng nhiêu? 25. Được chưa? Rồi, xuống đây y 10 nè. Y 10 không làm nè. Được chưa? Y bằng 11. Kết thúc. Ghi cái này vô. Nhập số tự nhiên n. Đếm các số tự nhiên từ 1 đến n thỏa điều kiện không chia hết cho k. Được chưa? Với k lớn hơn không và nhỏ hơn n rồi, như vậy thì bài này gọi là bài đếm chứ không còn là bài tính tổng nữa. Các bạn ghi xong chưa? Rồi bây giờ nghe thầy giảng nè. Cái bài á nãy là ta tính tổng, tức là này nãy thầy viết thiếu nha, thiếu số 2 á, chia 2 khác không đúng không, hết sức luôn vậy đó, mà nó nãy từ giờ viết bài không để ý hết trơn trời. Rồi bây giờ nè sửa lại thêm vô nha. Vậy là tôi thấy là nếu mà cái số này nó chia hết cho 2, không chia hết cho 2 thì nó là số lẻ đúng không? Cả bài này đếm vậy thì lúc này ta đặt tiếng S này gọi là đếm. Và đếm ở đây là ta cộng dồn, còn đếm là ta tăng lên 1 chứ ta không có cộng vô. Đúng không? Như vậy thì nếu mà k này là 2 còn này là k, vậy thì ở đây ta chia cho k. Không chia hết cho k. Cái này là không chia hết cho 2 rồi, giờ không chia hết cho k, được chưa? Thì đếm bằng đếm cộng 1. Đếm bằng đếm cộng cộng hay viết là đếm cộng 1 cũng được. Được không? Hiểu không? Ví dụ nè. Ta thấy là 1 nè. Giờ ta nhập nhập n nha. Nhập n á. N bằng 10 đi. Được chưa? Rồi k bằng nhiêu? K bằng 3 đi. Được chưa? Vậy thì đếm nó sẽ bằng nhiêu? Mới đầu vô đếm bằng 0 nè. Đếm bằng 0 nè. Đó. Vậy y bằng 1. Y này chia hết cho k không? Hết ngã nào? 1 chia hết, 1 chia 3 hết không? Vậy mà ra hết kìa. 2 chia hết 3 không? 3 chia hết 3 không? Hết. Vậy thì đếm tăng lên 1. Đếm bằng đếm cộng cộng nè. Đúng không? Hay là thầy viết đếm cộng cộng ha. Cộng cộng nè. Đó. Là tương đương với đếm, tương đương với đếm đếm 1 đó. Được chưa? Như vậy thì ở đếm cộng cộng là đếm sẽ bằng mấy? Cộng cộng nó bằng mấy? Lúc đầu bằng 0 thì giờ nó bằng mấy? Bằng 1 đúng không? Đây nè. Mấy một số ra 1 nè, được không? Chia 4 không được nè, 5 cũng không được luôn. 6 được nè, đếm cộng cộng đó là bằng nhiêu? Bằng 2. Bằng 2. Được chưa? 7 không được nè. 8 cũng không được luôn. 9 nè, đếm cộng cộng bằng nhiêu? 3. Hiểu thuật toán đếm này chưa? Được chưa? Rồi đó là thuật toán đếm. Ghi vô bên các số. Từ n. Tự nhiên. Từ
n đến 1. Nãy tên từ 1 đến n, bây giờ tên từ n đến 1, ví dụ n bằng 5 đúng không, thì ta sẽ in ra 5 4 3 2 1. Thôi mình đây in từ 1 n đến 1 mà. Rồi xong chưa, ghi đề chưa? Rồi bây giờ các con thấy ở nãy ấy, nếu mà ta làm á, giờ các ta xác định giá trị đầu của ta bằng nhiêu, 5, và giá trị cuối bằng nhiêu, vậy thì chỗ này ta sửa lại thành n đúng không, giá trị đầu n đoạn này là 1. Nhưng mà nếu mà ta nói là kiểm tra nếu mà y mà nhỏ hơn bằng 1, vậy lúc đầu nó bằng 5 rồi thì cái này nó đâu bây giờ mà nó giảm được đâu đúng không, vậy thì ở đây y sẽ lớn hơn 1, lớn hơn bằng 1. Như vậy à, trong khi y lớn hơn bằng 1 thì ta thực hiện in vậy, y lúc đầu bằng 5 thì nó sẽ in ra chữ y đây, in ra chữ y nè, xiao y. Vậy thì làm sao để hồi nó nhỏ hơn 1, chỗ này làm sao? Đúng rồi, y trừ trừ, được chưa? Bài này là bài in ngược thì ta thấy rõ ràng là ta đảo giá trị đầu và giá trị cuối, và ta đảo luôn cả cái điều kiện, hiểu không? Đó thì nó sẽ in ra, lúc này ta in ngược nè, nè nhân bằng 5 nè, thấy không, hiểu chưa? Rồi mấy bạn có hỏi thầy ơi, chỗ này nếu mà con không tăng một đơn vị tăng hai đơn vị được không? Được. Giả sử như mấy bạn muốn nhảy số như thế này, mấy bạn nhảy số 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 9, thì mấy bạn biết là bắt đầu từ 1 và ở đây là y bằng y cộng 2 được không, thì lúc này mấy bạn cần dùng lệnh if không? Mấy bạn lên ra số lẻ dùng if không? Không, nhảy số vẫn được đúng không? Đây trong bà thầy muốn làm gì nè, thầy muốn in ra cái số lẻ nè, không dùng lệnh if nè. Thầy dạy nãy là dạy dùng lệnh if để chi, để cho các con quen lệnh for ghép lệnh if, hiểu không? Còn trong trường hợp mà mấy con hiểu rõ vấn đề rồi thì mấy con có thể xài như thế này, đây cộng nè, y bằng y cộng 2, như vậy thì nó sẽ in ra những số lẻ. Chạy nào,